nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018, ngày 30 tháng 8, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Mộc Châu đã diễn ra lễ khai mạc Trại Văn hóa Du lịch và trưng bày triển lãm ảnh kinh tế xã hội và du lịch tỉnh Sơn La. Trại Văn hóa Du lịch năm nay có sự tham gia của 12 huyện thành phố trong tỉnh. Mỗi huyện thành phố có không gian trình diễn trại riêng, dự thi ở 3 nội dung: thi trại văn hóa du lịch, trình diễn văn hóa cộng đồng các dân tộc và thi trình bày giới thiệu ẩm thực dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, Tuần Văn hóa Du lịch Sơn La tại Mộc Châu đã chính thức được khai mạc và trong ngày đầu tiên đã diễn ra phần thi trại văn hóa. Tham gia phần thi trại văn hóa năm nay, huyện Vân Hồ đã có trại văn hóa giới thiệu những sản phẩm nông sản được sản xuất tại các địa phương trên địa bàn huyện Vân Hồ và trưng bày các sản phẩm du lịch của huyện. Đây là cơ hội để huyện Vân Hồ quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa kinh tế đến với du khách thập phương. Tôi là đến từ bản Con Tràng, xã Lóng Luông. Và xã Lóng Luông chúng tôi thì đa số là toàn là người Mông. Thì đến với trại văn hóa của huyện Mộc Châu ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với du khách là một số nét truyền thống của dân tộc ta. Thì ngày xưa thì lại không có cái như bây giờ, ngày xưa thì nó cũng rất là khổ. Từ người Mông ta mặc áo mặc váy thì tự dệt lấy. Thì làm cái này thì đầu tiên thì tôi gieo cây lên xong là thì sợi thế này, xong mới làm thành như cái sợi này, xong mình mới làm thành như cái này. Thì trước khi thành như thế này thì để dệt thành vải, xong là để làm váy này, may áo để cho con trai con gái mặc. Thì cái này là một cái nét truyền thống của dân tộc người Mông. Các hoạt động diễn ra tại trại văn hóa du lịch nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, giới thiệu quảng bá về tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch, đồng thời tạo động lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác liên kết, phát huy thế mạnh của các tài nguyên văn hóa có thể phát triển thành những sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo nên sự khác biệt và sức cạnh tranh. Phần triển lãm ảnh kinh tế xã hội và du lịch tỉnh Sơn La có hơn 200 bức ảnh được lựa chọn trưng bày, phản ánh một cách khái quát, tiêu biểu nhất về những thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đem đến cho người xem những hình ảnh đẹp về danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa, các điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng của địa phương trong tỉnh qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia. Trại văn hóa du lịch và trưng bày triển lãm ảnh kinh tế văn hóa xã hội và du lịch Sơn La được tổ chức là dịp để các diễn viên, nghệ nhân tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy sáng tạo tiềm năng thế mạnh với mong muốn mang đến cho du khách về những nét văn hóa đặc sắc nhất về miền đất, con người của mỗi địa phương. Theo kế hoạch, trại văn hóa, du lịch và trưng bày triển lãm ảnh kinh tế xã hội và du lịch Sơn La diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2018. Tối ngày 30 tháng 8, tại nhà văn hóa huyện Mộc Châu, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã khai mạc trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Sơn La năm 2018. Tới dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo một số sở ngành của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham gia nội dung thi trình diễn trang phục dân tộc có 27 thí sinh đại diện cho 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh đã mang đến những phần thi đặc sắc qua phần trình diễn trang phục nguyên bản, trang phục cải biên nâng cao của bộ trang phục truyền thống dân tộc Mông, Mường, Thái, Dao Đỏ, Khơ Mú, v.v. Tham gia thi trình diễn trang phục dân tộc năm nay, huyện Vân Hồ đã có 2 thí sinh. Nhìn chung các thí sinh nói chung và 2 thí sinh huyện Vân Hồ nói riêng đã thể hiện tốt các phần thi của mình, để lại ấn tượng sâu sắc cho ban tổ chức, ban giám khảo và khán giả đến xem và cổ vũ. Trang phục truyền thống của các dân tộc là di sản văn hóa gắn liền với sự phát triển và tồn tại của mỗi dân tộc, là thông điệp truyền kiếp từ đời này sang đời sau. Những bộ trang phục truyền thống đều được thêu dệt từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ các dân tộc, thể hiện qua những nét hoa văn độc đáo, riêng biệt. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa đa thành phần, nhiều bộ trang phục dân tộc đã được thêu dệt cải biên cách tân, nhưng vẫn giữ nét thanh lịch cổ xưa của mỗi dân tộc. Em rất là vui và vinh dự khi được đại diện cho huyện Vân Hồ tham gia cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc của tỉnh Sơn La. Em đến với cuộc thi này mong muốn truyền tải cho du khách biết đến những bộ trang phục truyền thống cũng như là những bộ trang phục cải biên.
Em tham gia cuộc thi thì mong muốn là sẽ đạt được kết quả cao nhất. Việc ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đưa nội dung thi trình diễn trang phục dân tộc trở thành một phần không thể thiếu tại ngày hội, không chỉ là cơ hội để các thí sinh quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đến với du khách khán giả, mà còn là dịp tôn vinh vẻ đẹp Thanh Hoa để nhân dân các dân tộc biết bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời đã gắn liền với quá trình dựng bản, dựng mường của dân tộc. Dự kiến kết thúc phần thi sơ khảo, ban tổ chức sẽ lựa chọn 12 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo thi năng khiếu thuyết trình và giới thiệu về văn hóa du lịch diễn ra vào tối ngày 31 tháng 9.